Các bạn chuẩn bị được theo dõi hậu trường của video, đó chính là quay điều hòa. Và nếu mọi người chưa xem thì hãy sang ngay cái video review chi tiết. Còn nếu đã quyết định xem, hãy subscribe kênh YouTube, bấm chuông và cũng như theo dõi Instagram cá nhân của mình nhé. Hẹn lại bạn. À không, xem đi, con ba dô bệnh hoạn kinh khủng khiếp, nó tát mình không biết bao nhiêu lần trong cái video này rồi. Nhanh lên, ai thua để còn bị ăn tát à? Đúng rồi. Yeah! Tát! À! Phải quả cứu ti mình rồi! Bình đẳng. Ừ. À, tự nói. Đừng ra ngoài kia ăn đi, đồ ăn đã, phòng ngủ bật điều hòa rồi còn ăn đồ ăn có bị ngáo không? Ơ, trời ơi, mày quả lại đi. Trời ơi, cái máy cày này. Các bà rồi cười nó chịu được thế. Nhầm thành máy giặt cổ. Cái máy giặt này mát lại quá. Máy giặt này mát quá. Ôi tóc tai như lông quả rồi. Sao con Yến đi vào? Yến kiểu vào mặt. Yến mặt kiểu hả? Tại ra em còn chạy vào lúc đấy. Chạy vào lúc mình bảo tóc tai như lông. Cười thật. Ủa, ngon thế. Người ta là gà, không ăn thì thịt gà. Thân là người tuổi khác rồi. Thân là chó. Thật là chó. Ôi, em ơi này, thịt Vinh đấy. Quay được chưa? Quay cánh đầu là điều hòa. Em bật điều hòa đi, rồi cất đi. Ăn chưa? Lát nữa mới được ăn. Ăn cứt ạ. Ăn cứt em được. Ơ. Bắt được rồi. Tại sao ra khỏi nhà không tắt điều hòa đi, vẫn để chạy này? Trời ơi, gà thế, cái này là người ta trước khi về nhà người ta đã mở bằng điện thoại. Sao lại mở mặt lưng? Quạt. Nó bị xoay mặt lưng ra, nó chỉ nhớ lưu cái này để người ta làm. Quạt, 2 giờ xin cho tao, tức quá. Quạt, làm việc tốn calo. Quạt, chỉ mặt lưng, người ta mở điện thoại. Ôi trời ơi. Em ôi dốt thật sự, đây có phải là người ta để chạy cả ngày đâu mà vừa mới bật lên bằng app. Để cho mà trước khi về nhà ấy thì nó sẽ mát. Để làm gì? Lột má lạnh. Nào, 1, 2, 3. Lẽ về con vợ không biết đường tắt điều hòa. Này, chị đi bình thường cho em cái. Tại sao ra khỏi nhà mà không tắt điều hòa đi để nó chạy cả? Hiểu không? Không biết cái gì. Thế vào việc đi thôi. Xong rồi. Chụp rồi à? Sao chụp 1 tiếng nhỉ? Đương nhiên. Mắc giáo thì chụp quay cho xong. Đây thì chụp màn hình đấy. Ok. Đánh đi. Quay. Mic. Nam nữ bình đẳng. Lúc nào mở mồm nó đòi bình đẳng nam nữ. Đến khi mẹ sờ bú người ta thì bảo đấy là tao thích, khi mình sờ bú lại là bảo là dâm đã. À thế à? À thế thì làm sao mà à? Tách hero của chúng và hấp thụ, sau đó là tạo thành nước, từ đó là giúp khử được mùi. Nói chung là nghe nó rất là kiểu... Nói chung là không hiểu gì cả. Thôi cái nó phải thực tế một chút, nói chung ba dô đọc như quảng cáo ấy. Nói lại được không? Nhà có điều kiện mà. Thì về điều hòa thì làm sao? Các bạn thấy nhá, như kiểu chưa kéo kêu xuống thì bố mình cũng chẳng. Bye bye. Và mọi người đừng quên là sang xem video review điều hòa trên kênh YouTube Vật Vờ Studio nhá. Và hẹn anh em trong các video lần sau. Đến bây giờ mặt vẫn rát các bạn ạ. Nó tát mình như điên, nó cấu ti mình, cho đến khi mà mình đòi cấu ti lại nó mà nó lại bảo cái đấy là không bình đẳng. Vũ mình có lòng tự trọng chứ.